xin chào rất vui khi được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh và chúng ta ngày hôm nay sẽ đồng hành tiếp với nhau trong phần 7 của bộ truyện phu quân ngốc dâu tây giúp các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ trên kênh nhé còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với diễn biến của phần truyện ngày hôm nay thôi nào sáng sớm tô mộ tịch dậy đã bắt đầu chuẩn bị Đến buổi chiều mới có thể xuất cung Hiền viên hạo thành ngốc ngốc Đi theo sau tô mộ tịch Từng bước không rời Sợ vừa rời tịch nhi đã không thấy tâm hơi Nhìn mà tô mộ tịch tức cũng không được Mà cười cũng không xong Mỗi lần mình hồi tô phủ Hắn cứ như vậy Một lát sau ở tô phủ Một vòng người hòa thuận vui vẻ Ngồi cùng một chỗ dùng bữa tối Thân là thừa tướng tô thành hiệp Không ngừng gắp thức ăn cho hiền viên hạo thành ngồi bên Thành hoàng tử người ăn nhiều một chút, đồ ăn đều là đầu bếp của tô phủ đặc biệt làm cho người. Mặc dù kém tay nghề ngự thiện phòng nhưng cũng không phải quá kém. Thiên viên Hạo Thành nhìn đồ ăn xếp thành chồng trong chén thật nhiều, hắn ăn không hết nhưng vẫn rất lễ phép gấp chút đồ ăn vào bát tô thành hiệp. Cảm ơn phụ thân Tịch Nhi, người cũng ăn. Tư Mộ Tịch ở một bên nhìn mà buồn bực, rút cuộc ai mới là con của cha? Ông đối với Hạo Thành quá tốt đi, ghen tị bĩu môi lên tiếng. Cha ngài rất bất công, có phải ngài đã quên ta mới là nữ nhi của ngài hay không? Nương, người xem cha ta đối với Thành hoàng tử còn tốt hơn ta. Hiền viên hạo thành vừa nghe, vô tội uất ức, liếc tô mộ tịch một cái, gấp hết đồ ăn trong chén vào bát tô mộ tịch lấy lòng. Cha tịch nhi mới không có đối xử tốt với thành nhi, ông gấp đồ ăn vào bát thành nhi, sau đó để thành nhi gấp cho tịch nhi. Nhìn tịch nhi như sắp khóc, hắn không ăn, đều cho tịch nhi mọi người còn chưa kịp phản ánh tô hồng dập bảy tuổi liền bắt tay chỉ lên mặt quát tỷ tỷ xấu hổ xấu hổ lớn như vậy rồi còn làm nũng không e lệ không e lệ bộ dáng kia giống lúc tiểu công chúa trong cung chiêu cợt hiên viên hạo thành như đúc nhưng mà tiểu đệ đệ đã quên tỷ tỷ của mình không phải là hiên viên hạo thành tô hồng dập tỷ tỷ đệ ta đây đúng là không e lệ Hừ, hm, đệ có thể làm gì nào tô mộ tịch ngửa đầu kiêu ngạo đem đồ ăn hiên viên hạo thành gắp vào bát mình phóng vào miệng khiêu khích chống lại đệ đệ nhà mình. Mà người trong phòng không nói chuyện, cưng chiều nhìn hai người, lúc tịch nhi đối xử với dập nhi mới giống cái tiểu hải tử. Hiên viên hạo thành nhìn tô hồng dập, diễu cợt tô mộ tịch, đấu đưa tới gần tô mộ tịch thần bí hề hề nói. Tịch nhi, nàng xem đệ đệ dập nhi thật giống hoàng muội nhìn thật là ngây thơ. Nếu không tại dùng bữa, phòng trường không ít người đều phun ra, rước cuộc là ai có vẻ ngây thơ đây. Tô hồng dập đột nhiên đỏ mặt, không được tự nhiên chuyển đầu tới bên kia. Ai nói ta giống công chúa điêu ngoa kia, ta thông minh hơn nàng được chứ? Trong chốc lát, mới là lạ, lạ quái hỏi. Tỷ tỷ, công chúa điêu ngoa kia sao không đến cùng hai người? Công chúa điêu ngoa kia bình thường thích nhất là đi theo sau thành hoàng tử không phải sao? Sợ người ta bắt nạt ca ca nàng. Lần trước cậu đùa dẫn kêu thành hoàng tử ngốc đã bị công chúa điêu ngoa kia hung hăng tát một tay. Lần này sao nàng không theo tới? không sợ bọn họ bắt nạt ca ca nàng sao vì sao ta phải nói cho đệ Hừm. tờ mộ tịch nói xong không để ý đến cậu giúp hiền viên hạo thành gấp chút rau xanh phóng vào bát hắn uy hiếp nói hạo thành phải ăn hết rau không thể không ăn bằng không ta sẽ không để ý tới huynh ba ngày ai cho huynh khiến phụ thân ta chú ý hôm nay phải bắt huynh ăn nhiều một chút rau xanh hiền viên hạo thành đáng thương trả lời gấp cọng rau thoạt nhìn xấu xấu lại khó ăn phóng tới miệng vì sao tịch nhi muốn hắn ăn cái này một chút cũng không thể ăn. Hơn nữa hôm nay hắn đã muốn ăn năm cọng rau, vì sao phải ăn nhiều? Người mà tô ra nhìn một đại nam hải vẻ mặt ướt ức, ức ghét bỏ ăn rau, đều nở nụ cười. Thành hoàng tử này thật sự là bị tịch nhi cho nhà họ ăn gắt gao, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn giống như thích thú vậy. Nhị ca tô ra tô hồng sán bị bĩ lên tiếng. Ta nói tịch nhi này, muội đừng quá bưu hãn, cẩn thận dọa thành hoàng tử chạy, tương lai không ai dám thú muội đứa nhỏ này đã đọc sách thánh hiền chưa? Tô mộ tịch dùng xong cơm buông bát đũa, tiếp nhận khăn tay trong tay hoa ngữ lau khô miệng, chậm gì gì lên tiếng. Nhị ca, huynh như vậy, tịch nhi còn tưởng rằng huynh là du côn nhà ai không nhốt hảo chạy đến đâu. Tịch nhi, nhưng thật không sợ thành hoàng tử dọa chạy. Nhưng ta sợ có chút người tương lai thú không được con dâu, người nào đó năm nay 17 tuổi đi, đến lúc đó ta sẽ nói với hoàng hậu nương nương, ban ý chỉ gì đó, nhị ca cảm thấy thế nào. Tô Nhị ca u oán nhìn Tô Mộ Tịch một cái, xem như muội lợi hại. Nói xong, cúi đầu oán hận cắn chân gà, trừ người nhà khác hắn đều có thể không cần, nhưng lão bà nhất định phải thú. tiểu muội đáng yêu nhà hắn, từ khi nào lại như vậy? Hừ, Tô Mộ Tịch kinh bị nhìn hắn một cái, không biết tháo, quay đầu nhìn về phía Vương Hương Tú hỏi, "Nương, đại ca hẳn là sắp trở lại, nhiều năm rồi ta không gặp huynh ấy." Đại ca Tô Hồng Diệp rời nhà đi quân doanh đã nhiều năm năm nay đều 18 tuổi, người khác ở tuổi của hắn đều đã thành thân. Vương Hương Tú gật đầu, thực tự hào về thiếu niên tướng quân con lớn nhất. Ừ, cha con viết hơn 10 phong thư rút cục cũng bắt hắn trở lại. Ta thấy hắn thích biên quan còn hơn cả gia đình này nhiều. Vương Hương Tú nói xong, còn có chút mất mát. Tiểu tử kia đến biên quan vài năm cũng không về nhà một chuyến, nàng sắp không nhớ rõ con lớn nhất trông thế nào nữa rồi. Tô Mộ Tịch nghe vậy cười cười, an ủi nói nương, không có đại ca cùng tướng sĩ đóng ở biên quan, chúng ta sao đến được bình yên? Hoàng thượng nói với Thịch Nhi, Duyệt Quốc sẽ phải xứ giả cùng công chúa đến hiên viên Hoàng Triều Hòa Thân, đến lúc đó đại ca sẽ không cần đến biên quan nữa, việc này cha đã sớm biết đi. Tô Thanh Hiệp ở dưới bàn hạ lôi kéo cánh tay Vương Hương Tú, trên mặt sắc thực thản nhiên nói, Nam Nhi chỉ tại bốn phương, sao có thể Nhi nữ tình trường, tịch Nhi, quốc sự không nên nói trong nhà. Tô Mộ Tịch thẻ lưỡi, Cha, lời này là hoàng thượng lẽ nói với nữ nhi, không xem như quốc sự. Nhà đầu này, Tô Thành nghiệp á khẩu không trả lời được. Nhà đầu kia càng ngày càng tinh quái, càng ngày càng trộm mã giống mẫu thân nàng. Vương Hương Tú vừa nghe, vui vẻ. Người lớn tuổi muốn cũng không nhiều, chỉ hy vọng rằng một nhà hòa thuận vui vẻ cùng một chỗ. Đại ca con sớm trở về cũng tốt để cho nương sớm ôm tôn tử. Tốt lắm, chuyện bọn nhỏ để chính bọn họ làm chủ. Chứ hôn sự của Tịch Nhi không thể thay đổi. Hôn sự của đứa nhỏ khác, Tô Thành Hiệp đều hy vọng bọn họ tìm được người của chính mình. Nhìn cha vẫn tốt, vẫn thương bọn họ như vậy. Tịch Nhi không biết sao lại nhớ tới kiếp trước. Cha muốn nạp, cần băng tâm làm phòng bên làm thiếp. Kiếp trước sau này, trong nhà nhất định sẽ loạn thành một đống. Nhưng nàng nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Nương nhất định sẽ đau lòng chết mất. Tàm cá tô ra tô hỏng rượu nhìn muội muội có chút không yên lòng lấy chén nhỏ chan chút canh gà phóng tới trước mặt Tô Mộ Tịch. "Tịch nhi, uống một chút canh gà đi, Tam ca thấy muội chưa dùng cơm bao nhiêu." Tô Mộ Tịch nở nụ cười với Tô Hồng rượu một chút, bưng bát lên uống mấy ngụm. "Cảm ơn Tam ca." Tam ca luôn nhìn ra nàng không vui trước tiên. Lệ Thành, biệt viện Thanh Nhã Tú Lệ, tiếng đàn du dư dương từ từ truyền đến, một khúc kết thúc, nam tử áo trắng khen khen gật đầu. "Tiểu thư cầm kỹ đã vượt qua ta, ta không có gì có thể truyền dạy cho người nữa." chỉ có thể tặng người một câu Đánh đàn tùy ở lòng yên tĩnh Nếu tạp niệm nhiều Cho dù đánh ra âm thanh cũng sẽ ngơ ngẩn Hắn nghe ra trong tiếng đàn của tô mộ tuyết Có không cam lòng cùng phẫn nộ Khúc đàn quả thật dễ nghe Lại thiếu chút hương vị siêu thế thoát tục Tô mộ tuyết đứng lên Hơi hơi hành lễ Sư phó tạ sư phó chỉ dạy Đệ tử nhất định ghi nhớ Chỉ là hành lễ Nhưng đại tiểu thư giơ tay nhấc chân Đều có thể làm động lòng người này chính là quân cờ cận băng tâm dùng bảy năm dạy dỗ, một quân cờ xuất sắc. Nam tử áo trắng biết nàng không để lời mình nói vào lòng, không sao cả, dù sao nhiệm vụ chủ nhân giao cho hắn đã viên mãn hoàn thành. Lạnh nhạt nhìn nữ tử trước mắt một cái, mỹ thì mỹ, nhưng mà mỹ rất giả không chân thực, làm cho người ta không thích nổi, dù bản sự có lợi hại cũng không được, căn bản không phải là đối thủ của chủ nhân. Nghĩ hoàn nam tử áo trắng lạnh nhạt đứng dậy rời khỏi, Tô Mộ Tuyết gặp lại ở hoàng thành. Người là do ta tự tay dạy, đến lúc đó đừng thua chủ nhân nhiều lắm, bằng không hắn sẽ thực mất mặt. Thấy nam tử đi xa, tô mộ tuyết lại ngồi xuống tiếp tục đàn, khúc nghe tuyệt đẹp êm tai, tâm tô mộ tuyết lại hoàn toàn không ở đây. Sư phỏ nói nàng đủ tư cách, như vậy ngày nàng trở lại hoàng thành cũng không xa. Tô mộ tịch, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi trở thành tiểu thư xuất sắc nhất hoàn thành. Người khác nhắc tới tô gia tiểu thư chỉ có thể nghĩ tới ta. Tuyết Nhi, Ngươi đàn càng ngày càng dễ nghe, ở Lệ Thành giờ không ai có thể so với ngươi." Cận Băng Tâm một thân áo trắng đi vào. 26 tuổi dung mạo vẫn như năm đó rời khỏi Hoàng Thành Như đúc "Băng Di, ngài đã đến rồi." Tô Mộ Tuyết dừng tay lại đánh đàn, tiếng đàn im bặt, Cận Băng Tâm khẽ mỉm cười, đặt canh hạt sen lên bàn đá. "Tuyết Nhi, mệt mỏi rồi đúng không? Uống chút canh hạt sen nào." "Vâng, cảm ơn Băng Di." Uống xong canh hạt sen, Tô Mộ Tuyết buông bát hỏi, "Băng Di khi nào chúng ta hồi hoàng thành? Nàng chờ không kịp. Nàng ở lệ thành mấy năm nay, ra viết thư cho nàng chỉ có đếm trên 10 ngón tay ra, nàng không cần nói người khác, phòng trừng đã sớm quên nàng. Cầm nghệ tuyết nhi học không sai, nhưng kỷ nghệ của người còn chưa tốt, người xác định muốn hồi hoàng thành sao? Nàng cũng muốn trở về sớm chút, năm nay nàng đã 26, không thể đợi nữa, ánh nhìn phương hướng hoàng thành, đáy lòng lại có chút sợ hãi nhớ tới những lời tô mộ tịch nói lúc rời đi, âm thầm kinh hãi. Mấy năm nay, mặc dù nàng dạy tô mộ tuyết thành nữ tử xuất sắc, nhưng có một điều một chút cũng không biến, không có quyền vô thế. Bằng gì, ta không muốn đợi nữa. Ta nhất định phải vượt qua tô mộ tịch trước tuổi cập kê, được điện thử ta vốn nên có được. Trên gương mặt xinh đẹp của tô mộ tuyết, tràn đầy không cam lòng. Nàng không chỉ muốn vượt qua tô mộ tịch, còn muốn gả vào cho hoàng đế tương lai của hiên viên Hoàng Triều, vĩnh viễn áp trên đầu tô mộ tịch. Nghĩ đến tô mộ tịch đối xử với mình tam bái cửu khấu, tô mộ tuyết càng vui vẻ. Được, ta liền viết phong thư cho lão gia nói chúng ta phải về. Tô mộ tịch chỉ là một nha đầu thông minh chút thôi, nàng cảm thấy mình quá mức đa tâm. Có tô mộ tuyết xuất sắc như vậy, nàng không tin đấu không lại tô mộ tịch một tiểu nha đầu. Phía sau bức rèm che tô mộ tịch nghe xong nam tử áo trắng hội báo, thản nhiên trả lời. Đã biết thiền bạch. Thời gian này đã phiền ngươi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng. Tô Mộ Tuyết, ta lại hoàn thành chờ ngươi. Hôm sau, sau khi Tô Mộ Tịch hồi Tô ra, Lâm Phủ Nhân mang Lâm Nhược Mai cùng đến Tô Phủ bái phòng. Tô Mộ Tịch thật vui vẻ, lần trước gặp Nhược Mai tỷ tỷ là tháng trước. Để hoa ngữ thay cho nàng, thân xiêm y hồng nhạt tô mộ tịch mới mang theo hiên viên hạo thành tới chủ viện. Đi vào, người trong phòng hành lễ với hiên viên hạo thành trước, Chờ mọi người đều ngồi xuống, tô mộ tịch mới hơi hơi khom người. Đã lâu rồi tịch nhi không gặp lâm bà mẫu, lâm bà mẫu càng ngày càng trẻ ra nhá. Tô mộ tịch biết, lần này lâm bà mẫu đến là vì cái gì? Tháng chỉ tứ hôn gần đây sẽ ban xuống, ca ca trở về không lâu sẽ cưới nhược mai tỷ tỷ. 15 tuổi, nhược mai tỷ tỷ sớm nên đính hôn, theo hoàng hậu nương nương thì vài năm trước, lâm già quả thật giúp nàng tuyển hai cửa hôn nhân, nhưng nàng lại không chịu, Tô Mộ Tịch biết khẳng định là vì đại ca, nhược mai tỷ tỷ tuy bề ngoài nhu nhược, nhưng quyết định chuyện gì người khác tuyệt không thể thay đổi. Lâm phu nhân mặt mang ý cười, nữ nhân mà, ai không thích được người khác khen, cười nói với Vương hương Tú. Xem tịch nhi nha đầu nhà các ngươi, cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng nói ngọt như mật, không giống nhược mai của nhà ta càng ngày càng không thích nói chuyện. Nói xong, sẽ cứ nhìn nữ nhi một cái. Đối với nữ nhi này bà có chút bất đắc sĩ, Ngày thường dịu dàng im lặng, nhưng quyết định chuyện gì thì dù người khác có dùng 10 con trâu cũng kéo không được. Vương Hương Tú vốn vừa lòng nữ nhi của mình, nghe người khác khen càng cười vui vẻ, nhưng mà ngoài miệng vẫn thực khiêm tốn nói. Lâm Phu Nhân chê cười, nhược mai cũng là tiểu thư khuê khắc rất tốt. Người xem tiểu nhi nhà ta càng ngày càng không quy củ, giống như dã nha đầu. May mà hoàng thượng cùng hoàng hậu nương không nói gì, bằng không ta nhất định phải giáo huấn nàng một phen có nữ nhi đương nhiên như tịch nhi là tốt nhưng con dâu tự nhiên phải như nhược mai mới tốt như vậy đã tốt lắm rồi hiền viên hoàng triều thiếu tiểu thư tuân theo quy củ sao nữ nhân hoạt bát hiểu động mới tốt tôi mộ tịch không muốn nghe hai vị mẫu thân đây khen đến khen đi nữa nàng còn có chính sự muốn làm nương các ngài tán gẫu ta cùng nhược mai tỉ tỉ đến đình bên trong ngồi một chút dập nhi giúp ta chiều cố thành hoàng tử nói xong tôi mộ tịch hơi hơi thị lễ, lôi kéo Lâm Nhược Mai tới đỉnh sao chủ viên. Hai người ngồi xuống, Tô Mộ Tịch điện nói, hôm nay Nhược Mai tỉ tỉ nghĩ thế nào mới tới nơi này? Lâm Nhược Mai mỉm cười như hoa lan xinh đẹp động lòng người. Nương biết muội đã trở lại, kiểu gì cũng phải kéo ta đến thăm muội. Nói xong, sắc mặt hơi đỏ lên, là nương biết đại công tử sắp trở lại, kiểu gì cũng phải lôi kéo nàng đến. Nương hẳn là biết tâm tư của nàng, Nghĩ đến đại công tử kia ôn nhu như ngọc, mặt nàng càng đỏ. Trước đó cha tìm người cho nàng thật ra cũng có tiếng, nhưng trong lòng nàng có người, cho nên nàng tình nguyện chết cũng không gả. Nàng là người có qua có lại, nhưng so với nó thì người âu yếm lại càng quan trọng hơn. Chỉ cần chàng không nói là không thích mình, như vậy nàng sẽ không chết tâm. Tô mộ tịch lặng lặng nhìn nàng, nghĩ nghĩ vẫn nói, nhược mai tỉ tỉ, tỉ thích đại ca của ta đi. Đại ca không thích quá thích biểu lộ cảm xúc của mình với người khác. Nếu Nhược Mai tỷ tỷ đoán được tâm của Đại ca, hắn sẽ tỏ tâm ý của mình trước. Nhưng mà Tô Mộ Tịch có chút hoài nghi, Lâm Nhược Mai nội liễm có thể có lá gan lớn như vậy hay không? Thông suốt một chút, Lâm Nhược Mai cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy tới nơi, tay hơi hơi phát run. Ta là thích, thích đã lâu rồi, nhưng chàng đối với mình luôn luôn không gần không xa. Nàng cũng không dám lộ tâm tư, sợ chàng sẽ chán ghét mình. Một lần vượt rào duy nhất chính là ngày Tịch Nhi nói chàng muốn đi biên quan, nàng tặng một cái bộ bình an cho chàng, đưa xong không dám xem vẻ mặt của chàng liền chạy đi. Nàng không dám nghĩ, có phải lúc nàng rời đi, đại công tử sẽ quăng bùa bình an xuống đất hay không? Tờ Mộ Tịch nhìn kỹ biến hóa trên mặt Lâm Nhược Mai, cuối cùng chỉ nói: "Nhược Mai tỷ tỷ, nếu tỷ thực thích đại ca của ta, Lúc huynh ấy trở về thì hãy cho anh ấy biết tâm ý của tỷ đi, cho chính mình một cơ hội, chẳng sợ kết quả cuối cùng không như tỷ muốn, ít nhất tương lai tỷ sẽ không hối hận. Nếu hoàng thượng trực tiếp giáng chỉ tứ hôn, trong lòng đại ca khẳng định có chút không thoải mái. Nhưng mà, nếu này thánh chỉ chính là huynh ấy cầu, kết quả khẳng định sẽ khác. Bị tô mộ tịch nói như vậy, lâm nhược mai ngược lại bình tĩnh. Làm như vậy có thể chứ. Nàng không để ý thanh danh bị hao tổn nàng chỉ để ý huynh ấy sẽ nhìn mình thế nào. Nếu thật làm như tịch nhi nói, huynh ấy có thể cảm thấy mình là một nữ tử tự đại hay không? Đương nhiên có thể, không phải ta ích kỷ để tỉ một nữ hải tử bày tỏ tâm ý trước, mà là đại ca của ta vốn là người lãnh tình, trừ bọn người nhà, thực ra thực ít người có thể tác động tâm tư của huynh ấy. Huynh ấy có hảo cảm với tỷ cũng sẽ không biểu lộ ra. Kiếp trước, tôi mộ tuyết, chính vì biết điều này mới có thể đi trước một bước vào lòng của đại ca. Nếu không sau này đại ca cùng mọi người nghĩ Nhược Mai tỉ tỉ chỉ phụng chỉ gả cho đại ca, không phải nàng tự nguyện. Lâm Nhược Mai nghĩ lời tô mộ tịch nói, kiên định gật đầu. Nếu tịch nhi nói đúng, vì đại công tử nàng nguyện ý thử, không thành công cũng không sao, ai bảo nàng yêu chàng ấy trước. Cùng lắm thì, nửa đời sau, nàng tại Amni cô vượt qua. Thấy nàng gật đầu, tô mộ tịch nhẹ nhàng thở ra đại ca mỗi muội chỉ có thể giúp huynh đến đây đời này huynh phải hạnh phúc tô mộ tịch nghĩ nghĩ quyết định để ám vệ bám trụ tô mộ tuyết trước làm cho nàng hồi hoàng thành trễ một chút nàng không dám lấy hạnh phúc của đại ca ra mạo hiểm ít nhất để đại ca yêu nhược mai tỷ tỷ rồi lại để nàng ta trở về tô mộ tịch đang muốn nói thêm với lâm nhược mai hiên viên hạo thành đã ất ức tiêu sái đến trước mặt tô mộ tịch bĩu môi cáo trạng nàng xem tịch nhi Dập Nhi đệ đệ bắt nạt ta, nàng xem, tay của Thành Nhi đều đỏ, đau quá đi. Mặt mày vốn như oa nhi giờ lại khóc, càng giống đứa nhỏ. Nhìn đệ đệ đứng ở bên người Hiên Viên Hạo Thành chỉ cao đến bả vai của hắn, ưu thấy rõ ràng như vậy còn bị bắt nạt. tôi mộ Tịch tức cũng không được, cười cũng không được, nghiêm mặt nói, "Vì sao Dập Nhi bắt nạt huynh?" Cúi đầu, giống cái đứa nhỏ làm sai chuyện, bắt tay ra sau lưng. Chơi trò chơi, vẽ vòng tròn đứng ở ngoài vòng tròn quăng tặng đá vào bên trong vòng tròn, người thua bị đánh tay. Vậy Thành Nhi thua sao? Tô Mộ Tịch kéo bàn tay hồng hồng của Hiên Viên Hạo Thành qua nhẹ thổi thổi, đau lòng. Dập Nhi tiểu tử này xuống tay cũng quá nặng, đợi lát nữa phải hạo hảo chỉ bảo nó. Giọng nói rõ ràng nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn rất dũng khí nói cho hết lời. Thành Nhi cũng quăng vào bên trong vòng, nhưng mà không có vào chính giữa như Dập Nhi. Sau đó đệ Nhi nói Thành Nhi thua phải đánh bàn tay, rõ ràng người ta không thua, đâu có ai nói ra ngoài sẽ hơn thua đâu. sao có thể như vậy? thành nhi không bao giờ chơi với dập nhi đệ đệ nữa. vừa nói vừa oán niệm cúi đầu chạc ngón tay. dập nhi đệ đệ thật chán ghét, dập nhi đệ đệ thật chán ghét. nhìn đôi mắt nhỏ đầy oán niệm của hắn. lâm nhược mai đứng bên cạnh thiếu chút nữa bị chói mù mắt. biểu đệ nhà mình thật đáng yêu, chết không được tịch nhi đối xử với hắn tốt như vậy. tơ mộ tịch thấy tay hắn không đỏ nữa, mới buông ra nói nếu quang không tốt như dập nhi có phải tính huynh thua hay không ủy khuất thật lâu mới dầu dĩ lên tiếng tính như vậy cũng được sao nhưng mà tịch nhi nói hắn không dám nói không tịch nhi cũng bất công vậy nếu tính thánh nhi có phải nên bị phạt hay không tô mộ tịch tuy rằng đau lòng hiên viên hạo thành nhưng không phải mọi chuyện đều theo hắn qua thật lâu mới bĩu môi không tình nguyện nói nên ừ Vậy Hạo Thánh đi xuống cùng hoa ngữ dùng nước đá ủ tay rồi quay lại được không? Nhìn hắn không tình nguyện Tô Mộ Tịch lại muốn cười. À, Tô Hồng dập biết thành hoàng tử đi rồi, lão tỷ nhất định sẽ tìm nó tính sổ, nghiêm mặt chuẩn bị đường trốn. Nó không phải ý, nó chỉ muốn bắt nạt thành hoàng tử một chút, xem công chúa điêu hoa kia có thật sự không tới hay không. Tô Mộ Tịch sang mắt đảo qua, giọng nói lạnh lùng. Tô Hồng dập, để đứng đại đó cho ta. Không nghe thấy, cái gì nó cũng không nghe được, tiếp tục đi. Tô Hồng Dập, bước thêm bước nữa, có tin ta cho đệ khóc đến cầu ta hay không hả? Tô Mộ Tịch bắt tay ôm trước ngực, thản nhiên nói một câu, làm cho Tô Hồng Dập ngoan ngoãn ngừng lại, ngây ngô cười. Tỷ tỷ thân ái của ta, tỷ bảo ta sao? Để nói xem. Tỷ, ta sai lầm rồi, ta không dám bắt nạt tỷ phu tương lai nữa, ngài tha cho ta đi. Nó không phải cố ý, chỉ là nhất thời khống chế lực đạo không tốt mà thôi. Tô mộ tịch nhẹ nhàng nháo nhéo lỗ tai tô hồng dập. Nếu về sau lại dám bắt nạt huynh ấy, ta xem thu thập đệ như thế nào. Nhanh đi xin lỗi đi, bằng không tiểu công chúa sẽ không bỏ qua cho đệ. Ngày mai có thể nàng sẽ đến tô phủ, đệ cẩn thận một chút cho ta. Nói xong, buông ra lỗ tai nó. Lỗ tai được cứu trợ. Tô hồng dập ôm lỗ tai chạy. Thì ra, công chúa điêu ngoa kia ngày mai mới có thể đến tô phủ đến. Đợi tô hồng dập ôm lỗ tai đi ra, lâm nhược mai mới lên tiếng nói. Tịch muội 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 thật sự không giống trước kia lúc muội vào cung ta còn thấy thực lo lắng không ngờ muội chẳng những ở chung thật tốt với thành hoàng tử còn được hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương yêu thích tôi mộ tịch thế này mới ngồi xuống nhược mai tỉ tỉ trước kia tịch nhi thật sự rất tệ sao trước kia nàng hẳn là rất tệ đi khiến mọi người vì nàng mà lo lắng nàng lại không vì người khác suy nghĩ gì lúc thấy rõ điều mình chấp nhất là điều thật đáng chê cười nàng mới phát hiện người bên cạnh yêu thương nàng lâm nhược mai thản nhiên cười cười không phải trước kia tịch nhi rất đơn thuần nghĩ không nhiều chuyện lắm nhưng giờ tịch nhi lại làm cho người ta muốn thân cận hơn nữa muội sẽ vì người ở bên người mà suy nghĩ nếu là trước kia tịch nhi sẽ không thẳng thắn nói chuyện với mình về đại công tử có lẽ ta trưởng thành người không trải qua có lẽ không rõ lúc ngươi mất đi tất cả nhưng ông trời lại cho ngươi cơ hội làm lại mới có thể phát hiện những thứ mất đi chân quý biết bao nhiêu loại chân quý này, cho dù mất đi tính mạng, ngươi cũng không tiếc mà thụ hộ. Không nói mấy chuyện không vui đó nữa. Đúng rồi tịch nhi à, đại ca muội còn bao lâu nữa mới về đến tô phủ? Lâm nhược mai xấu hổ đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi. Nhược mai tỉ tỉ chờ không kịp. Yên tâm yên tâm, đại ca của ta chậm nhất ngày kia là đến. Yên tâm, đến lúc nào ta sẽ cho người mang tin cho tỉ. Nhìn lâm nhược mai đỏ mừng mặt, tô mộ tịch lên tiếng trêu chọc. Lâm nhược mai mặt đều sắp cháy, đỏ mặt nhìn tô mộ tịch rời khỏi đình không để ý tới muội nương khẳng định chờ ta bên này lâm phu nhân cũng hữu ý vô tình đề cập tô hồng diệp vương hương tú biết tâm tư của nàng nhưng trong lòng lại bối rối nếu nhận cửa hôn nhân này bên chỗ hoàng thượng quên đi nếu lãng già đã nói để cho bọn nhỏ tự quyết định đi thấy vương hương tú nãy giờ không nói gì lâm phu nhân nóng này nhược mai nha đầu kia nếu không gả được cho tô hồng diệp sợ là sẽ xuất ra làm ni cô suy nghĩ một chút, liền hỏi nói. Tô phu nhân, đại công tử nhà ngươi không phải sắp trở lại sao? Sao còn chưa tới? Lúc này vương hương tú mới lấy lại tinh thần, thấy lâm phu nhân có chút vội vàng, chỉ đáp. Hẳn là một hai ngày nữa, Diệp Nhi rời nhà nhiều năm như vậy cuối cùng cũng trở lại, tâm của ta cũng buông. Ngươi có gì phải lo lắng? Diệp Nhi nhà ngươi xuất sắc như vậy, không giống Mai Nhi nhà của ta. Đúng rồi, tuổi Diệp Nhi cũng không còn nhỏ, các ngươi giúp hắn coi trọng cô nương nào chưa? Tha một vòng, cuối cùng Lâm Phu Nhân cũng hỏi ra. Lâm Phu Nhân này cũng thật có ý tứ. Vương Hương Tú cười cười. Điều này thật ra ta cũng đã nhắc tới. Nhưng lão già nói chuyện của bọn nhỏ để cho chính bọn họ xử lý. Vậy sao? Lão già nhà ngươi thực khai thông. Lão gia nhà bà ước gì nữ nhân đều gả cho người ông chỉ định, thật sự là người so với người tức chết người đêm im lặng tiếng lá cây rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng Tư mộ tịch đứng ở bên cửa sổ nhìn trăng tròn vành vạch giật mình xuất thần hiền viên hạo dạ đã thương nghị kết thân với quân vô thường theo nàng biết quân vô thường thương nữ nhân duy nhất này còn hơn quân mạc giàu thương con trai trường quân mạc ly nhiều nếu thực sự để cho bọn họ kết thân thành công thì binh quyền hiên viên hoàng triều trong tay đỗ chính công không khác gì ở toàn bộ trong tay hiền viên hạo dạ đến lúc đó dù là hoàng thượng cũng không ngăn được hắn kiếp trước chính là hiên viên hạ dạ cưới quân mạc sầu. quân vô thường dẫn chúng võ tướng quỳ gối ngoài ngự thư vòng một ngày một đêm hoàng thượng rơi vào đường cùng mới hạ chỉ phong hiên viên hạ dạ làm thái tử nhưng mà lần này bọn họ muốn kết hôn xem ra mình không thể để cho bọn họ như ý không biết nếu hiên viên hạ dạ biết mình trước khi thành thân có tiếng xấu đức hạnh bại hoại không biết quân mạc sầu tính cách mạnh mẽ khoái đàn còn có thể nguyện ý gả cho hiên viên hạo dạ hay không? Về phần quần mạc ly, trong mắt tô mộ tịch hiện lên một tia ám quang. Tô mộ tịch đang nghĩ đến xuất thần, một bóng đen không tiếng động rất nhanh tránh vào bên trong phòng, không người hành lễ với tô mộ tịch. Chủ nhân, bạch tiền bối đã phái người trả trộn vào bên cạnh tô mộ tuyết thành công. Đặc phái ta đến phục mệnh với chủ nhân, trong khoảng thời gian ngắn các nàng hồi hoàng thành không được. Tô mộ tịch nghe thế mới bình tĩnh trở lại, bóng dáng dung hợp với ánh trăng, như thánh khiết, như tiên nữ. Thiếu niên ngẩng đầu lên không khỏi nhìn choáng váng, chủ nhân rõ ràng là nữ tử, vì sao khí thế lại không thu hoàng thượng chút nào. Tô mộ tịch gật đầu, nàng để thiền bạch thỉnh hoa khôi nổi danh ở lệ thành, dạy tô mộ tuyết khiêu vũ. Nam nhân thích nhất là mỹ vũ, cười lạnh, lúc này mới ra tiếng. Đã biết, khi nào đại ca của ta mới về hoàng thành? Bóng đen thu hồi ánh mắt kính sợ, trả lời. Ấn theo tốc độ của đại công tử, chưa mai nhất định sẽ tới tô phủ, chủ nhân không cần sốt ruột. Ừ, ta đã biết. Thư Minh, ngươi đi xuống trước đi. Tùng Thư Minh đang chuẩn bị xoay người rời đi, tô mộ tịch giống như nghĩ tới cái gì, lên tiếng kêu. Chậm đã, sư phó của ta, nàng có khỏe không? Tô mộ tịch đọc bản sự của thiện vũ không sai biệt lắm. Nhưng mà, thân mình thiện vũ lại càng ngày càng không tốt. Tô mộ tịch bất giác lo lắng. Mặc dù thiện vũ không thích nói chuyện, nhưng ở chung lâu tô mộ tịch lại có tình cảm sư mẫu với nàng thiền tiền bối nàng may mà tình huống thật không tốt nhưng mà thiền tiền bối không cho hắn nói với chủ nhân nghe ra tùng thư minh trần trừ tôi mộ tịch bích khẳng định là sư phó không muốn làm nàng lo lắng đành phải phân phó nói để lưu thải y đi xem sư phó thời gian không còn sớm ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi vụt bóng đen giống như chưa có tới qua cấp tốc biến mất trong màn đêm ngày kế sáng sớm tiểu công chúa hiên viên hạo y bị người trong cung vây quanh đến tô phủ đoàn người vương hương tú hành lễ hiên viên hạo y vẫn luôn có khí thế rất uy nghiêm của công chúa nhưng mà vừa thấy tô hồng dập khí thế uy nghiêm trên mặt tất cả đều không có chạy đến trước mặt nó vươn ngón tay chỉ nói có bắt nạt hoàng huynh của ta không người này thích nhất là bắt nạt hoàng huynh tô hồng dập co mày mất hướng bĩu môi mới tới đã nghĩ hoàng huynh của nàng thật sự là luyến huynh cuồng nhưng mà nghĩ đến hôm qua lão tỷ giáo huấn nó chủ dạ phủ nhận nói không không có Ai bắt nạt huynh ấy? Huynh ấy cao lớn hơn ta đó. Huynh ấy không bắt nạt ta đã không sai. Ừ, tốt nhất là không có. Bằng không sẽ bản công chúa thu thập ngươi như thế nào? Hiên viên hạo y hai tay chống nạnh, thần khí đòi mạng. Hiên viên hạo thành cường tờ mộ tịch đứng ở bên kia, hai người đều nhịn không cửa, cười la tiếng. Tiểu công chúa này thật đúng là hộ huynh như mạng. Tịch nhi, mùi mụi giống tiểu cọp mẹ đúng không? Thật hung dữ. Hiên viên hạo thành nhỏ giọng nói với tô mộ tịch nhẹ nhàng nhào tay hắn một cái, xét cứ nói. Tiểu công chúa như vậy không phải là vì Huynh à? Huynh còn không biết xấu hổ cười nàng là tiểu cặp mẹ, có tin giờ ta liền nói cho nàng hay không? Tiểu công chúa còn nhỏ tuổi đã thông minh như tiểu đại nhân, hơn nữa hình như nàng biết sứ mệnh của mình chính là thủ hộ ca ca hay sao, chuyện gì đều che chở hiên viên hạo thành. Bị tô mộ tịch nói như vậy, hiên viên hạo thành ái náy cúi đầu, dầu dĩ nói. Tịch nhi, tịch nhi đừng nói với muội muội. thành nhi nói sai muội muội không phải cọp mẹ, Thành Nhi mới là... Nụ cười trên mặt tô mộ tịch sắp giữ không được. Ngươi là cọp mẹ. Người này thật sự là có thể khiến người ta há to miệng cười. Nhưng mà nàng vẫn cố gắng nhịn. Ừ, Thành Nhi biết là tốt rồi. Về sao không thể nói muội muội như vậy biết chưa? Nàng cũng là vì bảo hộ huynh đó. Nhìn hiên viên hạo y bảo hộ hiên viên hạo thành. Tô mộ tịch cũng không chấp nhất. Nàng không phải nam hài. Không phải nam hài mới có thể bình an lớn lên. Không phải nam hài mới không ở nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù không phải Nam hài, cũng có thể cùng mình thủ hộ Hiên Viên Hạo Thành, như vậy là đủ rồi. Hiên Viên Hạo Thành ngoan ngoãn trả lời, Ừ, Thành Nhi đã biết, hắn biết muội muội là vì tốt cho hắn, nhưng mà hắn muốn muội muội dịu dàng giống Tịch Nhi. Mẫu hậu nói, nữ hải tử phải dịu dàng mới có người thích. Tuy rằng hắn thực thích muội muội, nhưng hắn cũng hy vọng có thể mọi người thích muội muội như thích Tịch Nhi, giống Thành Nhi nhưng mà lời này không thể nói với tịch nhi bằng không tịch nhi khẳng định sẽ hết tức giận tịch tỷ tỷ à tỷ nói gì với hoàng huynh đấy sao huynh ấy lại có vẻ như chịu uất ức thế yên viên hạo y uy hiếp xong tô hồng dập liền đi tới lại đây chỉ thấy hoàng huynh cúi đầu liền mới biết bị tịch nhi tỷ tỷ huấn qua hoàng huynh sao huynh lại ngốc như thế nhỉ có phải lại chọc giận tỷ tỷ không không có thành nhi không có bị muội muội hiểu lầm hiên viên hạo thành lớn tiếng biện giải thành nhi ngoan nhất làm sao có thể trọng tịch nhi tức giận tốt lắm tiểu công chúa mới tới để xảo tâm mang người đến manh tịch viên nghỉ ngơi một chút ngọ thiện sẽ gọi người được không nhìn hiên viên hạo thành giống như con mèo nhỏ bị đạp cái đuôi tôi mộ tịch nhanh chóng làm cho hiên viên hạo y rời đi tốt tịch tỷ tỷ ta đi tịch viên trước lúc hiên viên hạo y rời đi còn làm mặt quỷ với hiên viên hạo thành hiên viên hạo thành hừ một tiếng xoay đầu đi không để ý tới nàng ghét muội muội nhất. Tô Mộ Tịch đứng ở một bên âm thầm buồn cười, hai tiểu hài nữ không được tự nhiên, nhìn Vương Hương Tú còn đứng bên kia, nàng đi vào. "Nương, người về chủ ốc trước đi, để hạ nhân chuẩn bị chiếc đồ đại ca cùng công chúa thích ăn." Vương Hương Tú cười cười hỏi, "Đại ca con chưa tới không phải sao, chuẩn bị nhiều đồ như vậy làm gì?" "Nương, người cứ chuẩn bị đi, vạn nhất đại ca về sớm thì sao?" "Được." Con và Thành hoàng tử cũng đừng đứng ở chỗ này, Giờ thời tiết còn nóng cẩn thận bị cảm nắng Vương hương tú công đạo một tiếng liền lôi kéo tô hồng dập rời khỏi Tô mộ tịch kéo hiền viên hạo thành đi đến Bộ bàn ghế gốc lê ngồi xuống Hiền viên hạo thành hỏi Tịch nhi Vì sao chúng ta không trở về manh tịch viên Tô mộ tịch cười cười Bởi vì chúng ta phải ở đây Chờ đại ca của ta trở về Đại ca của tịch nhi Bao lâu mới đến Đại ca tịch nhi có phải thực uy vũ hay không Có phải là đại anh hùng hay không Phụ Hoàng từng nói, tướng sĩ vì hiên viên Hoàng Triều thủ biên quan đều là anh hùng. Đại ca của tịch nhi thủ tại biên quan, vậy nhất định cũng là đại anh hùng. Tô mộ tịch còn chưa kịp đáp lời, nên thấy một thân nam tử áo xanh đi đến. Chỉ nghe thủ vệ hộ giật mình, đứng tại nơi đó, nhận không ra người tới. Ngũ quan cực kỳ giống cha, tô mộ tịch nhận ra đó không phải đại ca nàng thì còn là ai, kích động chạy đi qua, ôm người thét chói tai. Đại ca! Tô Hồng Diệp cúi đầu nhìn tô mộ tịch, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần trần trừ kêu Tịch, tịch nhi Đại ca, giúp của khuynh đã trở lại Tô mộ tịch Chỉ chỉ hộ vệ đứng ngốc bên cạnh Còn đứng ngốc ở đó làm gì Còn không mau thông báo cho phụ nhân Nói đại thiếu gia đã trở lại Không ngờ còn tới sớm hơn dự kiến Tô mộ tịch buông tô hồng diệp ra Cầm lấy hành lý trên vai tô hồng diệp Giao cho hoa ngữ Hành động dân sóc của tô mộ tịch Làm trong lòng tô hồng diệp ấm áp Đưa tay sờ sờ đầu tô mộ tịch cười nói. Bà bối tịch nhi nhà chúng ta đã lớn như vậy, để đại ca hào hào nhìn xem. Ừ, quả nhiên là nữ đại 18 biến, so với tiểu nhà đầu năm đó còn dễ nhìn hơn. Đã bao nhiêu năm hắn không gặp tịch nhi? 7 năm đi, tịch nhi đã lớn như vậy. Đại ca, tôi một tịch nhìn kỹ đại ca cách xa 7 năm. Đại ca thật cao, cũng đen hơn trước kia rất nhiều, đã không còn giống thiếu niên 18 tuổi, mà giống một nam tử thành thục hơn 20 tuổi hốc mắt tô mộ tịch hồng hồng có chút muốn khóc không biết ám vệ nàng phá dạy võ công cho đại ca đã đến mức nào đời này quyết sẽ không để đại ca chết ở trên chiến trường hiên viên hạo thành nhìn hai người im lặng đứng ở bên kia tình nhi nhất định có rất nhiều điều muốn nói với đại ca tịch nhi hắn phải ngoan ngoãn không thể quấy rầy tịch nhi tô mộ tịch lại hỏi tô hồng diệp mấy câu lôi kéo hắn đến trước mặt hiên viên hạo thành nói đại ca đây là thành hoàng tử tháng này là tháng ta hồi phủ huynh ấy theo ta đến. Tô Hồng Diệp hai lời chưa nói, lập tức quỳ xuống. Vi thần Tô Hồng Diệp khấu kiến thành hoàng tử. Đây là thành hoàng tử, đã cao lớn hơn, nhìn qua không có gì khác người bình thường, chẳng lẽ hắn biến thông minh. Hiền viên hạo thành kéo Tô Hồng Diệp lên. Đại ca tịch nhi mau đứng lên, không cần như vậy. Vâng, Tô Hồng Diệp nghe xong lời này mới đứng dậy. Xem cách nói chuyện này thì hắn biết mình nghĩ sai rồi. Đáng tiếc thành hoàng tử tuần tú lịch sự như vậy nếu chỉ lực chắc tuyệt tất nhiên sẽ là một vị quân chủ không sai. Lập tức lại nghĩ, nếu hắn không có chi tâm chân thành, tất nhiên tịch nhi cũng sẽ không động tâm với hắn. Mình và tịch nhi nhiều năm không thấy, phải cướp đi lực chú ý của tịch nhi trong chốc lát, nghĩ như vậy trong lòng tô đại ca không phải tư vị. Lúc này, vừa ngừng tủ bọn họ đi ra, lời kéo tô hồng diệp ân cần thăm hỏi. Một lát sau tô mộ tịch mới lên tiếng. Nương, để đại ca trở về hồng diệp viên rửa mặt trải đầu đã chúng ta tới chủ viên chuẩn bị thức ăn trước đi để chút nữa đại ca ăn ngon một chút đại ca ở biên quan thiếu thốn nhiều lắm nói xong trừng mắt nhìn tô hồng diệp vương hương tú thế này mới buông tay tô hồng diệp lấy khăn tay xoa xoa nước mắt trên mặt con xem nương cao hứng lên cái gì cũng quên ngọc dung mau dẫn đại thiếu gia đi rửa mặt trải đầu đàm quản gia ông cho người ta đi thỉnh nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia trở về một đám người đều rời khỏi, Tô Mộ Tịch mới trở về manh tịch viên, viết phong thư giao cho Hoa Ngữ. Hoa Ngữ tìm người đưa thư đến tay Lâm tiểu thư. Nàng có thể làm chỉ có như vậy, theo như lời ám vệ biết vài năm nay ca ca vội vàng lịch lãm tại biên quan, cảm tình là trống rỗng, nàng thật sự yên tâm không ít. Cho dù bây giờ còn không yêu nhược Mai tỷ tỷ, nhưng ít nhất huynh ấy không có người tâm nghi, nàng đau lòng một mảnh tình thâm của Lâm Nhược Mai cũng hy vọng bên người ca ca có một nữ nhân có thể ái mộ không như kiếp trước bi thảm rời đi vâng nô tỳ đi hoa ngự lĩnh mệnh đi xuống chốc lát thư liền đưa đến tay lâm nhược mai tay lâm nhược mai run run mở thư xem xong phóng tới ngọn nến trên bàn tiêu hủy vui sướng trên mặt không giấu được chàng đã trở lại chàng đã trở lại đi đến trước gương đồng cầm lấy mi bút nhẹ nhàng vẽ hoa lập tức lại ngây ngô cười nàng cứ gấp như vậy làm gì đại công tử cũng không phải sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình trong đầu hiện ra bộ dáng khi chàng rời đi không biết giờ chàng trưởng thành bộ dáng gì khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ ở trong lòng không ngừng bối rối nàng phải bày tỏ tâm ý với đại công tử như thế nào lâm phu nhân vừa nghe môn đồng bào lại có người truyền tin cho đại tiểu thư liền biết tổ đại công tử chắc chắn đã trở lại lúc này nhìn nhìn khuôn mặt hồng nhỏ máu của nữ nhi liền biết mình khẳng định đoán đúng rồi. Bà cảm thấy Tô Đại Công Tử quả thật là đứa nhỏ có năng lực, nhưng không biết vì sao nữ nhi lại chấp nhất hắn như vậy. Thở dài, cảm tình. Sự tình này ai cũng không nói trước được, có phải Tô Đại Công Tử đã trở lại hay không? Lâm Nhược Mai chạy nhanh, ngồi thẳng thân mình, sửa sang lại sắc mặt, kêu lên. Nương, nhiều mối câu cũng không dám nói. Nhìn nha đầu con kìa, đừng phai trò với nương. Nói, có phải tô đại gia công tử đã trở lại không? Lâm phu nhân phụ phịu hỏi. Lâm Nhược Mai đỏ mặt gật đầu. Lâm phu nhân thế này mới giờ giờ mái tóc đen của Lâm Nhược Mai. Nhà đầu, cha con tìm người cho con. Ai không phải là nhân trung long phượng, vì sao con lại chấp nhất tô đại công tử như vậy? Con đừng tưởng rằng con nghĩ gì nương không biết. Nhưng con nghĩ xem, nếu hắn cự tuyệt con, đời này con xong rồi. Lễ giáo hiên viên Hoàng Triều mặc dù không nghiêm khắc bằng tiền triều, nhưng lời đồn đại cũng không phải một nữ nhi như con có thể thừa nhận được. Nương, nếu chàng thực không thích ta, ta cũng không hối hận đâu." Lâm phu nhân nhìn ánh mắt kiên định tỏa sáng của nữ nhi, giống chính mình năm đó tới cỡ nào. Đáng tiếc người bà yêu trong lòng sớm có người, ngay cả cơ hội mở miệng bà đều không có, chỉ thở dài. "Nhà đầu, nương mặc kệ con. Quên đi, ngày mai bà tiến cung đi cầu hoàng thượng nương nương, thỉnh hoàng thượng hạ thánh chỉ, có thánh chỉ Tô Hồng Diệp không dám không cưới bảo bối nữ nhi của mình. Ngày kế, Tô Mộ Tịch Quân lấy Tô Hồng Diệp lôi kéo hắn đến chùa nhân duyên ở ngoại ô. Về mặt Tô Hồng Diệp đau khổ, hắn một đại nam nhân, sao có thể đến chùa miếu như vậy? Bất đắc dĩ, bị thành hoàng tử ấu chữ trẻ con, uy hiếp, đành phải cùng hai người đi. Đến một chỗ nhã đỉnh thanh tĩnh trong chùa, Tô Mộ Tịch lôi kéo hắn đi vào. Tô Hồng Diệp đi vào, liền thấy có bóng dáng một người nữ tử lập tức cảm thấy không ổn. Tịch nhi, này... tôi mộ tịch không đợi hắn nói xong, liền nói. Đại ca, ta muốn đi cầu kỳ với thanh hoàng tử, huynh ở chỗ này chờ chúng ta, không được đi chỗ khác. Nói xong, lôi kéo thanh hoàng tử rời khỏi đình. Tô hồng diệp vốn định xoay người rời khỏi đình, nữ tử phía sau đã lên tiếng. Huynh đã trở lại. Giọng nói đó làm cho Tô Hồng Diệp cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không nổi nghe qua ở nơi nào, tò mò quay đầu, dùng nhãn thanh lệ thoát tục ánh vào bên trong con ngươi đen trong lòng tô hồng diệp vừa động có thể là nàng hay không chần chừ một chút kêu lên có phải nhược mai muội muội chàng cư nhiên nhớ rõ tên của nàng có phải đại biểu nàng còn có cơ hội hay không trong lòng lâm nhược mai dạo rực không biết mở miệng như thế nào hai người nhìn nhau thật lâu sau lâm nhược mai đỏ mặt cúi đầu nhẹ giọng hỏi tô tô đại ca Huynh ở biên quan có khỏe không? Tô Hồng Diệp nhìn nàng, khóe môi lãnh cứng rắn gợi lên nụ cười nhẹ. Tốt, hết thảy đều tốt, muội thì sao, như thế nào? Biên quan lạnh khủng khiếp, làm sao có thể tốt, nhưng mà hắn tự nguyện, thủ vệ quốc gia giống như thành tâm nguyện của hắn kể từ khi còn nhỏ. Nhưng mà, hắn thường xuyên nghĩ đến nha đầu đỏ mặt đưa bùa bình an cho hắn, trong lòng luôn cảm thấy ấm áp bất giác cởi khóe môi. Muội, muội cũng tốt lắm. Lâm Nhược Mai có chút không dám nói lời nào, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, cô lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của Tô Hồng Diệp. "Vậy, muội, vậy huynh..." Bối rối nửa ngày, Lâm Nhược Mai vẫn không biết mở miệng như thế nào. Tô Hồng Diệp thấy mặt Lâm Nhược Mai đỏ bừng liền đi lên. "Nhược Mai muội muội, muội làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Bằng không ta đưa muội trở về đi." Tịch Nhi này chạy đi chỗ nào, hắn một năm từ đưa nàng trở về không thích hợp không không cần muội lâm nhược mai cảm giác toàn thân đều đang run rẩy không biết lấy dũng khí từ đâu liền bật thốt lời nói trong đầu tô đại ca huynh thích muội sao nói xong còn có chút có quắp bất an không dám nhìn mặt tô hồng diệp một trận yên tĩnh trầm mặc mặt lâm nhược mai trắng bạch bằng bất cứ giá nào nói từ khi còn rất nhỏ muội liền thích huynh lúc muội nghe tịch muội muội nói huynh muốn đi biên quan muội cố ý đi chùa cầu bình an muội biết là muội tự mình đa tình nếu gây phiền phức cho huynh thì muội thật sự xin lỗi nói xong lâm nhược mai liền chạy quả nhiên nàng tự mình đa tình về sau chả thích cả nàng cho ai thì gả nàng không cần tô hồng diệp bị lâm nhược mai bày tỏ tâm ý biến thành thất thần nàng thích mình thì ra không phải do hắn nghĩ nhiều mà là nàng thật sự thích mình cho nên năm kia hắn rời đi tô phủ nàng mới đỏ mặt tặng bùa bình an cho mình sao? Tâm kịch liệt phập phồng, bị cảm xúc không biết tên bao vây quá chặt chẽ, giống như bị cái gì đó nắm. Chờ lấy lại tinh thần, nơi đó đã không còn bóng dáng của Lâm Nhược Mai. Tô Mộ Tịch kéo Hiên Viên Hạo Thành tránh ở bụi cỏ cách đó không xa, nhìn về mặt Nhược Mai tỉ tỉ ủy oải chạy đi xa, chỉ biết đại ca ngu ngốc khẳng định làm người ta thương tâm. Ở trong bụi cỏ không biết thế nào mới tốt, nếu đại ca bỏ lỡ nhược mai tỉ tỉ làm sao tìm được nữ tử nào khác khăng khăng một mực với mình như vậy tịch nhi lúc nào chúng ta mới có thể đi ra ngoài chân thành nhi đều chết lặng tịch nhi không mỏi chân sao Về mặt tô hồng diệp trêu tức nhìn tô mộ tịch cũng hiên viên hạo thành chật vật hề hề tô mộ tịch ngây ngô cười xem ra võ công đại ca nhà mình không sai nàng còn tưởng rằng khoảng cách này đại ca không phát hiện được tô hồng diệp bất đắc dĩ thở dài nói đi chuyện nhược mai muội muội có phải muội đã sớm biết không chuyện gì vậy về mặt vô tội giả vờ cái gì cũng không biết muội nhìn hiên viên hạo thành ở một bên ánh mắt phát sáng nhìn mình chằm chằm lời này tu hồng diệp hỏi không ra đành phải vung tay từ bỏ đêm lạnh như nước tu hồng diệp ngồi ở trong viện đình của mình cầm lá bùa bình an đã hơi hơi phai màu có chút mảy mòn xuất thần tô mộ tịch đi vào sân ngăn cản vài nha hoàn muốn thỉnh an. Đi đến bên Tô Hồng Diệp, nhìn bùa bình an trong tay hắn. bùa bình an phản xạ ánh trăng, Tô Mộ Tịch nhìn một chữ Mai. Trên mặt cười, đưa tay dễ dàng đoạt lấy bùa bình an trong tay đại ca. ai da, đại ca cư nhiên còn tin tưởng bùa bình an hả? Không phải là người trong lòng đại ca đưa chứ. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ, trả lại cho ta. Sao có thể tùy tiện cướp đồ của người khác? Tổ đại ca nghiêm khắc nói, nhưng trên mặt lại đạo ứng rất khả nghi không cho ta xem xem bên này còn cái chữ mai này không phải là nhược mai tỷ tỷ đưa cho đại ca chứ nếu nàng đưa tính thời gian cũng đã 6 năm đi đại ca giữ gìn thật tốt tô mộ tịch không gấp này xem như ngoại ý muốn phát hiện chẳng lẽ đại ca đã yêu nhược mai tỷ tỷ khả năng không lớn đi có thể là nhược mai tỷ tỷ tặng bùa bình an cho đại ca trước khi huynh ấy rời đi hoàng thành làm cho đại ca có ấn tượng rất sâu với nàng tô mộ tịch càng nghĩ càng cảm thấy khó khả năng kiếp trước quan hệ của mình cùng nhược mai tỷ tỷ không tốt đại ca rời đi hoàng thành mình cũng không nói cho nàng lúc nàng biết đại ca đã đến biên thành mà kiếp này trước khi đại ca rời đi hai ngày nàng nói cho nhược mai tỷ tỷ biết tịch nhi không được đùa bậy mau trả lại cho đại ca tô mộ tịch nghĩ thông suốt thả bùa bình an vào tay tô hồng diệp trong đầu linh quang chợt lóe thở dài ta còn muốn nói cho đại ca biết chuyện hoàng thượng tứ hôn cho nhược mai tỷ tỷ xem ra đại ca không muốn biết Thôi đi, ta không làm phiền huynh nữa, tịch nhi đi đã. Nói xong liền làm bộ phải rời khỏi đình. Chậm đã, mỗi nói tứ hôn gì? Tô Hồng Diệp nóng này, nghe Tô Mộ Tịch nói Hoàng thượng tứ hôn cho Lâm Nhược Mai, tầm như bị quét một khối. Ta tưởng đại ca không muốn nghe chứ. Tô Mộ Tịch quay đầu cười, xem ra đại ca để bụng thật. Nhà đầu chết tiệt, nói mau. Khó được Tô Đại Ca có phản ứng lớn như vậy, Tô Mộ Tịch nghĩ nghĩ tùy tiện bịa. Trước đó vài ngày, lúc dùng bữa, ngày hoàng hậu nương nương nói với hoàng thượng nói chất nữ nhược mai tuổi còn nhỏ gà mà già như quân mà lễ bộ thượng thư lại không sai muốn hoàng thượng hạ chỉ ban hôn tăng thêm mặt mũi cho chất nữ hoàng thượng cũng đồng ý nói tháng này sẽ tứ hôn hai già lại nói giả như quân mấy năm nay quả thật không chán ghét như trước đây nhưng mà bộ dạng giống như lợn ấy không xứng với nhược mai tỉ tỉ chút nào nói hết lời rồi nếu đại ca thật có lòng thì tự mình đi tranh thủ đi Nghe xong lời này, tâm Tô Hồng Diệp giống bị người nắm chặt, không thể, không thể để nàng gả cho người khác. Ấn quy chế hiên viên hoàng triều võ tướng từ tứ phẩm hồi hoàng thành. Ngày thứ hai đều phải tiến cung triều kiến hoàng thượng. Tô Hồng Diệp giờ đã là võ tướng tứ phẩm, gặp mặt hoàng đế đương nhiên là tất yếu. Khi trở về, không ngoài tô mộ tịch sở liệu, trong tay đại ca mình nắm thánh chỉ cầu hôn. Tô Thái Nghiệp cùng Vương Hương Tú mặc dù có chút lo lắng tô ra hương thịnh, nhưng thấy ánh mắt Tô Hồng Diệp sáng rọi khác xưa, cũng không nói thêm gì. Dù sao, Lâm Gia giờ cũng là chức quan nhàn tàn, chỉ vì hoàng đế độc sủng hoàng hậu nên địa vị hiền hách chút. Nghĩ như vậy, Vương Hương Tú liền thỉnh bà mối tới Lâm Gia cầu hôn, trao đổi canh thiếp. Sau rồi chuyện Tô Hồng Diệp, Tô Mộ Tịch thở ra nhẹ nhàng. Ở Tổ Phủ an tâm qua vài ngày, còn chưa nghe được tên cận băng tâm cùng Tô Mộ Tuyết trở về lại có chút lo lắng thả ra tín hiệu buổi tối tùng thư minh liền xuất hiện ở trong phòng tô mộ tịch cận băng tâm cùng tô mộ tuyết sao còn chưa trở về ta không phải đã đưa tin rồi sao tô mộ tịch bình tĩnh nói nàng không thích hai nữ nhân kia thoát ly tầm khống chế của nàng nàng muốn các nàng đi một bước đều rơi vào bẫy của nàng mà xuống địa ngục tùng thư minh do dự một chút gặp tô mộ tịch thực sự tức giận đành phải kiên trì thành thật trả lời chủ nhân cận băng tâm nàng nàng đang theo người của chúng ta học phòng thuật. Tô mộ tịch thông suốt, gạt ly trà trên bàn xuống đất, vẻ mặt chán ghét, không biết xấu hổ. Tống thư minh bị hận ý trong mắt tô mộ tịch dọa. Chủ, chủ nhân, ta có phải làm gì hay không? Không cần. Để cho nàng học, người đi xuống trước đi, lập tức sẽ có người vào. Lúc này tô mộ tịch đã bình tĩnh không ít. Vừa rồi tiếng ly trà rơi xuống đất, hoa ngữ cùng xảo tâm không có khả năng không nghe thấy. Vâng, Tùng Thư Minh xoay người, theo cửa sổ rời khỏi. Mới vừa đi, giọng xào tâm liền truyền tiến vào. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Nô tình cùng hoa ngữ có thể tiến vào không? Vào đi. Thấy hai người đi vào, tư mộ tịch mới lên tiếng nói. Vừa rồi ta không cẩn thận, đánh nát ấm trà cùng ly trà. Các người dọn dẹp xong đi, rồi xuống nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, chúng nô tỳ đã biết. Không bao lâu, hai nha đầu liền đi xuống. Tư mộ tịch ngủ thẳng đến giường, nghĩ đến lời tùng thư minh nói, thực cảm thấy ghê tởm nữ nhân cận băng tâm như vậy mà kiếp trước phụ thân lại thú nàng càng nghĩ chán ghét trong mắt tô mộ tịch càng sâu không muốn tiếp tục nghĩ nhưng nhắm mắt lại hiện lên gương mặt hai nữ nhân dối trá ghê tởm kia ngoài cửa một tiếng vang làm cho tô mộ tịch chú ý nghe này tiếng bước chân tô mộ tịch nở nụ cười có chút làm bộ nhắm mắt lại ngủ không bao lâu hiên viên hạo thành ôm gối xuất hiện trong phòng tô mộ tịch vừa rồi tiểu ong mật nói Tịch Nhi không vui, hắn tới là để làm cho Tịch Nhi vui vẻ, sao Tịch Nhi lại ngủ rồi? Nhẹ nhàng chuyển chân ngồi bên giường nhìn tô mộ Tịch ngủ, nhìn thất thần. Tịch Nhi hình như lại đẹp thêm, ngược ngứa ngáy, rưỡi ngón tay chọc chọc khuôn mặt tô mộ Tịch, vừa mềm vừa nộn lại chạc vài cái. Tô mộ Tịch nhịn cười, xem người này rút cuộc muốn làm sao, người này xem mặt nàng là bánh bao mà chạc sao? Mặt tô mộ Tịch sắp bị hắn chạc đỏ, hiên viên hạo thành mới ngừng lại. Chú môi đến gần mặt tô mộ tịch nhẹ nhàng hôn một cái mặt tịch nhi thơm quá lại hôn nhiều vài cái mặt tô mộ tịch sắp thiêu cháy người này làm gì vậy hiển nhiên hôn mặt đã không thể khiến hiên viên hạo thành vừa lòng nhìn đôi môi phấn hồng của tô mộ tịch đã thật lâu thật lâu hắn không hôn miệng tịch nhi tịch nhi đang ngủ hắn vùng trộm hôn một chút cũng được đi Chú môi tới gần tô mộ tịch cúi đầu hôn lên môi tô mộ tịch giống năm đó ăn thật ngon, nghi nghĩ còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi tô mộ tịch. Tô mộ tịch giả vờ không nổi nữa. Người này cư nhiên dám ăn đậu khủ của nàng, còn không dứt. Hiền viện hạo thành cảm thấy không đúng, rời đi môi tô mộ tịch, thấy tô mộ tịch khiển sách nhìn mình chằm chằm. Chừa dạ cúi đầu chạc ngón tay, vừa rồi khẳng định là hắn nhìn lầm. Tịch nhi còn ngủ, tịch nhi còn ngủ. Tô mộ tịch nhìn hắn ngốc ngốc, tức cũng không được, cười cũng không xong, nhẹ nhàng nắm lỗ tai của hắn, nói Vừa rồi Huynh làm gì? Còn có đại trễ thế này, Huynh ôm gối đến phòng của Tịch Nhi làm gì? Tiểu ông mật nói Tịch Nhi không vui, Thành Nhi đến xem Tịch Nhi. Vừa rồi Thành Nhi không có làm gì cả, cái gì cũng không làm. Càng nói giọng càng nhỏ, liền biết tiểu tử này đang trột dạ. Tô mộ tịch bị hắn nói đỏ mặt. Lần đầu tiên có nam tử đụng vào môi nàng, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tuy rằng biết về sao Hạo Thành sẽ là phu quân của nàng, nhưng mà Nhìn hiên viên hạo thành đáng thương như vậy Cũng không nói nhiều Về sao không được như vậy chúng ta còn chưa thành thân Lập tức ngẩng đầu Mắt to sáng long lanh nhìn tô mộ tịch Tịch nhi Chúng ta thành thân có phải là có thể hay không Hắn biết tịch nhi đối với hắn tốt nhất Tô mộ tịch tức giận Vỗ nhẹ đầu của hắn một chút Ai nói cho nàng biết Người này là ngốc thật hay là giả ngốc đây Nhưng mà lúc này Hiên viên hạo thành không chú ý chút nào Bắt tay đếm từ lần đầu ăn mẹ tịch nhi đến bây giờ đã 7 năm, nếu thành thân với tịch nhi rồi, ngày nào cũng được ăn, mắt càng sáng hỏi, "Tịch nhi, thành thân rồi thành nhi có thể ăn miệng của nàng mỗi ngày chứ?" Tô Mộ Tịch liếc mắt xem tường, nàng nhẫn, "Nhẫn, mưu sát hoàng tử là tội." Thấy thần sắc của Tô Mộ Tịch như có chút không vui, Hiên Viên Hạo Thành lại cúi đầu, "Có phải tịch nhi không thích hắn ăn nàng hay không?" Nhưng mà hắn thực thích, nghĩ nghĩ đáng thương hề hề, hề hỏi, Tịch Nhi tức giận sao? Nàng không thích Thành Nhi ăn miệng của nàng sao? Cúi đầu chạc chạc ngón tay, khó xử nói. Hay là Thành Nhi 5 ngày ăn một lần được không? Tô mộ tịch nghe hiên viên Hạo Thành nói, mà giờ khóc giờ cười. Người này, lúc này Thành Nhi đã đến để nói cho Tịch Nhi biết điều đó sao? Trời lạnh, Thành Nhi mau trở về phòng ngủ đi. Hiên viên Hạo Thành vừa nghe, lập tức giữ chặt tay Tô mộ tịch. Thành Nhi không muốn đi, nếu Thành Nhi đi rồi Tịch Nhi sẽ không vui. Thánh Nhi đến là để làm cho Tịch Nhi vui vẻ. Tịch Nhi, vì sao nàng không vui? Trong lòng tô mộ tịch ấm áp, gia họa này khi nào thì như vậy, làm cho nàng cảm thấy thực ấm áp. Tịch Nhi nghĩ đến người đáng ghét, cho nên không vui. Đứa ngốc, không phải ai cũng giống huynh, vô ưu vô lự. Hiền viên hạo thành nghĩ, an ủi nói. Tịch Nhi đừng không vui, có đôi khi Thạch Nhi thực chán ghét Hoàng Huynh, nhưng mà cho đến bây giờ, Thạch Nhi sẽ không chán ghét hắn đến nỗi ngủ không yên. Cho dù trước khi ngủ nghĩ đến hắn, Thành Nhi liền cố gắng nghĩ Tịch Nhi, sau đó Thành Nhi ngủ ngon hơn. Vậy sao, nếu Tịch Nhi nghĩ đến người đáng ghét mà ngủ không yên, nàng hãy nghĩ đến Thành Nhi được không? Như vậy Tịch Nhi có thể ngủ. Càng nghĩ, càng cảm thấy đó là một ý kiến hay. Tịch Nhi nghĩ đến mình có thể ngủ rất ngon chăng? Tô Mộ Tịch cười nhào nhéo mắt quán, thực là chuyện gì cũng đơn thuần như vậy. Tịch Nhi nở nụ cười rồi, có vẻ Tịch Nhi vui vẻ rồi hay không? hắn biết mà, hắn đến tịch nhi khẳng định sẽ cười. Trên đời chỉ có hắn có thể làm tịch nhi vui vẻ, hắn muốn bồi tịch nhi cả đời. Giống phụ hoàng cùng mẫu hậu, giống cha và nương tiểu linh nhi, vĩnh viễn, vĩnh viễn cùng tịch nhi. Nhìn trời sắc bên ngoài, đã muộn rồi, tôi muộn tỷ cợt đầu. Tịch nhi vui vẻ, thấy nhi mau trở về phòng đi ngủ. Bằng không ngày mai mặt trời chiều đến mông mà huynh còn dậy, không nổi, sẽ bị tiểu công chúa chê cười đó. Hiền viên hạo thành không muốn đi, Vừa nghe đến dậy không nổi sẽ bị hoàng muội cười nhạo, không tình nguyện đứng dậy bất ức nói. Vậy tịch nhi cũng đừng nghĩ đến người đáng ghét nữa, đi ngủ sớm một chút, bằng không thành nghi cũng cười nhạo nàng. Ừ, Tịch nhi biết rồi, hình mau đi ngủ đi. Nhìn hắn không tình nguyện, tôi mộ tịch lại muốn cười. bĩu môi, bà bước, lại quay đầu, cuối cùng đi ra cửa. tôi mộ tịch cũng thực sự mệt mỏi, nhớ tới hành động vừa rồi của viên viên hạo thành, khóe môi gợi lên, nụ cười tươi đẹp phập phòng. Hiên viên hạo thành trở lại trong phòng Bước đến cửa sổ Nhẹ giọng nói với một con ong Tiểu ong mật Người nhanh đi giúp ta nhìn xem tịch nhi ngủ chưa Mỗi ngày tịch nhi còn mệt hơn cả hắn Không thể không ngủ Ong mật vỗ vỗ cánh nhỏ Từ trong phòng hiên viên hạo thành bay đến phòng tô mộ tịch Thấy tô mộ tịch ở trên giường nhắm mắt lại Mới vỗ vỗ cánh bay trở về trong phòng hiên viên hạo thành ong ong Xoay trong chốc lát Hiên viên hạo thành gật đầu Tịch nhi ngủ là tốt rồi Cảm ơn tiểu ong mật Ngươi cũng mau về nhà nghỉ ngơi Thành Nhi cũng muốn ngủ Bằng không ngày mai sẽ bị muội muội chê cười Ông mật lại vỗ cánh bay đi Ngày kế Bà mối cầm danh thiếp Hợp một chút liền tìm người định cái ngày Định là vào thất tịch này Tô ra rút cuộc cũng có việc vui Vương hương tú vô cùng mừng Làm cho người ta Bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị Tô mộ tịch cũng thật tình chúc phúc hai người hy vọng kiếp này bọn họ có thể tương thân tương ái đầu bạc đến lão lúc dùng cơm trưa tô thành hiệp xem mọi người đều lại lên tiếng nói hôm qua ta thu được thư của tuyết nhi nói bệnh của nàng đã hoàn toàn khỏi sắp tới sẽ hồi hoàng thành vừa dứt lời mọi người đang dùng bữa đều ngừng lại đồng nhất nhìn tô thành hiệp vương hường tú lấy lại tinh thần đầu tiên cao mày hỏi khi nào thì về mấy năm nay vội vàng chuyện bọn nhỏ hai nữ nhân kia bà lại sơ sót cũng thế trở về chỉ cần an phận bà sẽ đối tốt với các nàng mấy ngày này lệ thành cách nơi này cũng không xa tôi thành nghiệp giờ bận việc chính phủ cũng không có nhiều thời gian tính xem khi nào các nàng đến đã biết ta sẽ xử lý vương hường tú cúi đầu vì tô thanh nghiệp gấp chút đồ ăn tiếp tục dùng bữa trở về tốt nhất an phận một chút nếu còn dám đánh lão gia chủ ý bà sẽ có biện pháp làm cho cận băng tâm sống không bằng chết Tô Hồng Diệp cùng Tô Hồng Sán cúi đầu ăn cơm. Đối với muội muội này, bọn họ không còn bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ rõ trước đây nàng thực thích so đo với Tịch Nhi, không quá thích. Biểu tình của Tô Hồng Diệu thâm trầm, không ngờ các nàng còn dám trở về, đũa trên tay đều sắp bị hắn nít biến hình. Bình tĩnh nhất là Tô gia tiểu đệ, từ khi sinh ra cho đến bây giờ nó chưa thấy qua Tô Mộ Tuyết. Trong ấn tượng của nó, tỷ tỷ chỉ có một mình Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch lặng lặng ăn cơm thỉnh thoảng gắp chút dao cho hiền viên hạo thành nhìn hắn uất ức ăn tâm tình tốt lên trở về liền trở về nàng sẽ hào hào chiếu cố các nàng lệ thành cận băng tâm cùng tô mộ tuyết thủ dạn tốt lắm kỳ thật cũng không có gì thôn trang vốn là của lâm gia hai người không muốn lấy gì nhiều nghĩ tô hồng diệu làm sinh ý lớn như vậy đến lúc đó đến cửa hàng quán lấy vài thứ về dùng thì tốt rồi nghĩ như vậy hai người cầm hai bộ quần áo để tắm rửa liền hồi hoàng thành lên xe ngựa Tô mộ tuyết thẩm oán nói Bằng gì? Ngươi để hoa khôi dạy ngươi cái gì? Sao lại phải để ta chờ thêm hai ngày? Tốt nhất không phải gạt nàng học bản sự gì Bằng không... Cận bằng tâm cười dịu dàng Vỗ vỗ tay tô mộ tuyết Nhà đầu ngươi ấy Ta có thể để nàng dạy ta cái gì Còn không phải lãnh giáo nàng chuyện dạy ngươi vũ đạo Ta cố ý để nàng vẽ mấy bước quan trọng Đến lúc đó ngươi hảo học nhảy Nói xong Theo trong lòng xuất ra mấy tờ giấy Mở ra cho tô mộ tuyết xem bên trong họa vài động tác không đồng nhất nhưng đều có một đặc điểm chính là mị. Tô Mộ Tuyết nhìn nhìn, trần chờ hỏi, băng gì? Nam nhân thật sự đều thích nữ tử khiêu vũ kiểu này ở trong phòng sao? Có thể rất dâm đãng hay không? Tô Mộ Tuyết còn có chút thẹn thùng. Tuyết Nhi, băng gì có thể hại ngươi sao? Ngươi xem, mấy năm nay ngươi sống khổ như vậy, không phải chỉ có ta bên cạnh giữ người hay sao? Nam nhân đều một dạng, Thích nhữ nhân của mình ở bên ngoài đoan trang Ở trong phòng lại có thủ đoạn càng tốt Đặc biệt, nam tử như dạ hoàng tử Tiểu thư khuê các Hắn thấy còn không thiếu sao Khẳng định sở thích không giống người thường Cận bằng tầm bình tĩnh Vô ba, trong mắt u quang lại hiện lên Băng di Tuyết nhi nghe lời ngươi Thế này tô mộ tuyết mới gắt đầu Các nàng vừa rời đi Ám vệ liền về hoàng thành trước các nàng một bước bẩm báo với tô mộ tịch Nghe xong thiền bạch bẩm báo Tô Mộ Tịch gật đầu. Ta đã biết. Người trước đi xuống đi. Chủ nhân Thiền Bạch còn có việc muốn báo. Người nói. Ta vừa trở về, liền có người đến phủ chấn quốc tướng quân bẩm báo. Nói dạ hoàng tử đã đến phủ chấn quốc tướng quân. Hôn sự chỉ sợ là sẽ đề xuất mấy ngày gần đây. Thiền Bạch vô cùng lo lắng. Nếu hai nhà kết thân, vậy tình cảnh của thành hoàng tử cùng hoàng thượng đều vô cùng nguy hiểm. Tô Mộ Tịch nhau mắt lại. Bẩm báo với hoàng thượng rồi sao? nói qua một hồi ta sẽ tiến hoàng cung. Hoàng thượng nói như thế nào? Kiếp trước chỉ sợ hoàng thượng cũng biết nhưng không ngăn được. Nếu hai người đồng thời thỉnh cầu tứ hôn, hoàng thượng tìm không thể lý do không đáp ứng. Tô mộ tịch gật gật đầu. Việc này ta đã biết. Nói hoàng thượng yên tâm, việc này ta sẽ tìm được lý do cho ngài. Vâng, thiền bạch hành lễ lui ra, không chút nghi ngờ năng lực làm việc của tô mộ tịch. Kết thân, hiền viên hạo dạ, người vĩnh viễn đừng nghĩ liệu tô mộ tịch có ngăn chặn thành công hay không? Xin mời các bạn đón nghe tập tiếp theo sẽ được đăng tải trên kênh. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.